Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình lại lên thêm một video Sang đá hàng nhập nữa nha các bạn. Đợt này thì Sang hàng nhập nó rất là đẹp nên là mình sẽ ưu tiên quay nhiều nha. Còn đối với các dòng Sang đá như là bầu, chung, vĩ đồ á thì lúc nào bên mình cũng có sẵn nên là các bạn cần thì cứ inbox, mình sẽ gửi hình những mẫu đó cho các bạn xem. Những mẫu đó thì mình sẽ ít quay hơn những cái hàng nhập xịn đẹp này một xíu nha các bạn. Đó. Ở đây bữa nay về cũng có nhiều giống mới các bạn. Giờ mình sẽ đi quay chi tiết từng loại cho các bạn xem luôn nhé. Rồi đầu tiên là mình có sen đá bò xanh nha các bạn. Cây này thì có tên khoa học thì mình sẽ để phía bên dưới cho các bạn xem. Đó. Đợt này về, đợt trước mình có về một lần rồi các bạn. Đợt này mình về thêm một lần nữa. Nhưng mà đợt này cây nó rẻ hơn một xíu nha. Đợt trước mình về là 50.000 một cây á. Còn đợt này thì 40.000 thôi mà cây nó cũng đẹp hơn rất là nhiều nữa. À, các bạn thấy là ở đây là những cái cây này nó đã lên cái phần u hết cái các cái lá rồi nha các bạn. Nó lên rất là đều luôn đấy. Hầu như cây nào là cũng lên những cái vệt u này đều hết rồi. Có những cây nó lên màu thì nó có thể lên màu hơi tím tím một xíu nha các bạn. Đó. Cây nào cũng đều tăm tắp và đó, các bạn thấy là đợt này nó rẻ nhiều rồi các bạn, 40.000 một cây thôi. Rồi qua bên đây là mình có vuốt xám nha các bạn. Vuốt xám thì đợt trước mình có về rồi. Đợt này thì mình về cây nhỏ hơn một xíu so với đợt trước nha các bạn. Và giá nó thì cũng rẻ hơn. Đó, một cây như thế này thì có giá là 80.000 nha các bạn. Cây này thì cũng thuộc dạng là dễ trồng thôi, trồng như các loại sen đài thôi các bạn, nhưng mà nó lên màu sẽ đẹp và lên cái vuốt nó cũng đẹp nè các bạn. Đó. Cây này thì nó sẽ có một lớp phấn phía bên ngoài nha, các bạn có thể nhìn thấy những cái cây đều phấn thì nó sẽ trắng nhiều nè. Đó. Và cây nào mà nó bị mất phấn hết thì nó sẽ ra màu vàng như thế này. Đó. À, một số cây thì nó kiểu trắng trắng vàng vàng các bạn. Nói chung là cây này có thể trồng theo nhiều dạng khác nhau. Đó, có phấn, không phấn hoặc là xen kẽ giữa phấn và không phấn gì cũng được nha các bạn. Cây này nó còn lên màu á, mình thấy có cây nó lên được màu nâu nâu đỏ đỏ các bạn. Đó, các bạn có thể nhìn thấy một số cây nó có thể lên màu nâu nâu đỏ đỏ. Lá thì cái rất là nhọn nha các bạn. Đó, lá cái đỉnh lá thì nó nhọn, nó như kiểu cái vuốt. Rồi, vuốt xám 80.000 một cây nha các bạn. Tiếp theo là mình có red sky các bạn. Cây này là một cây cà rét nha. Mấy đợt trước thì mình về cái cây không cà rét thì giá của nó 100.000, mà cái cây này cà rét mà giá mình thấy rẻ hơn các bạn. Cây này 80.000 thôi nha. Đây thân cà rét phía dưới này, cây này mình chưa có lặt lá nên là nhìn phía dưới nó hơi là nhiều lá cũ nha. Đó, một cây cà rét. Và có những cây thì nó sẽ có mặt hoa như thế này. Đó, đây là mặt hoa của nó nha. Cái lô này là mình về cũng lâu rồi các bạn. Mới đầu về nó xấu nên mình đã xịt thuốc và dưỡng lại. Các bạn có thể nhìn thấy là cái vệt thuốc nấm mình xịt cách đây cũng hơn tháng đó các bạn. Vẫn còn trên cây. Đó. Cây này là bắt đầu khỏe rồi nên là mình đã đăng bán được rồi nha các bạn. Đó, 80.000 một cây thôi nha. Tiếp theo là bên đây là mình có sỏi cam nha các bạn. Sỏi cam nhưng mà loại này thì lá nó sẽ mini hơn những cái cây đợt trước mình quay. Ở đợt trước mình quay thì cái cây lá nó to hơn. Lá nó to hơn và nó dài hơn, mập hơn nha các bạn. Cây này thì dạ, lá nó kiểu mini á, nên gọi là sỏi cam mini nha các bạn. Hầu như những cây này đều đã lên màu cam 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 hết rồi nha. À, đây là cây bụi một gốc nha các bạn. Đó, những cây này là một gốc hết đấy, một gốc và rất là nhiều đầu luôn các bạn, nhìn là quá trời đầu, không thể nào đếm luôn các bạn. Đó. Giá của một bụi sợi cam mini là 100.000 nha các bạn. Đó, hầu như bụi nào cũng xum xuê khỏe hết rồi nha các bạn, lá cũng cứng cáp hết rồi đó. Loại này thì vận chuyển chắc sẽ ít rụng. Đó, nó rất là đều luôn.
Thường những cái lá mà nó chỉ ra ngoài nhiều, lá mập bự thì nó dễ rụng, nhưng mấy cái cây lá mà kiểu nhỏ nhỏ này thì nó sẽ khó rụng hơn nha các bạn. Đó rồi, một cây sợi cam mini giá 100.000 một bụi nha. Qua bên đây là mình có sợi hồng nha các bạn. Sợi hồng là coi như là từ đầu mùa đến giờ mình mới thấy được một lô mà nó ưng ý đó các bạn. Hầu như là lúc mấy tháng trước á mình cũng có nhập nhiều nhưng mà nó xấu lắm các bạn, nó không đủ đẹp để mình quay nên là chỉ có giữ lại bán lai rai, lâu lâu có một cây đẹp thì bán, còn bán ở vườn rồi nó mãi mới tới giờ mới thấy được một lô mà coi như tạm gọi là ưng ý, cây đẹp khỏe nha các bạn. Đó, một chậu như thế này sẽ có tầm 3 nhánh trở lên nha các bạn, tầm 3 nhánh to này, và có sẽ có thêm một vài nhánh nhỏ nhỏ phía dưới tùy cây nha. Cây này là bụi một gốc nha các bạn. Đó. Cây này cũng to á. Giá của một chậu này là 80.000 nha. Nhưng các bạn lưu ý là sợi hồng thì đó, nó lá nó rất là mập và nó dài nên là vận chuyển nó sẽ có khả năng là rụng nha các bạn, nên các bạn lưu ý. Đó. Còn cây thì các bạn trồng cứ sống bình thường khỏe mạnh thì vài bữa ra lá mới bình thường không có gì hết. Đó. Nó kiểu một số cây là các bạn thấy này, nó sẽ do vận chuyển nó sẽ rụng một số lá như thế này. Đó. Nên là các bạn chú ý khi mua cái dòng sỏi hồng này. Đợt này thì về cây khỏe đẹp rồi các bạn, hầu như là cây nào cũng to hết rồi đó. Và giá cũng rẻ nữa, 80.000 một cây thôi. Đó, nên là các bạn nào thích sỏi hồng thì có thể chơi từ bây giờ là được rồi đấy. Mùa này cũng dễ trồng sỏi rồi các bạn. Rồi qua bên đây là mình có một cây một bụi blue balloon gì đấy, cây này tên khoa học mình để phía bên dưới nha. Này bụi một gốc nha các bạn, cây này nó có phấn và lên màu hồng hồng nha các bạn. Bên đây mình có cây đã đây, cây này mình đã quay được cái gốc cho các bạn xem này, nó gốc già thụ nha, cây một gốc và rất là già luôn á. Gốc nó chuyển sang màu vàng vàng nâu nâu là gốc nó già ngon lành rồi các bạn. Màu lên cũng đẹp nha các bạn. Cây này nó lên màu cam hồng đỏ luôn đấy. Lên được rất là nhiều màu nổi luôn các bạn. Loại này nó có phấn nữa các bạn, nên là có thể vận chuyển nó sẽ lên phấn một xíu nha. Đó. Bụi này cũng to nữa. Giá một bụi này là 200.000 nha các bạn. 200.000 một bụi giống xịn luôn đấy. Tiếp theo là mình có Nhật Nguyệt nha các bạn. Nhật Nguyệt thì chắc nhiều bạn đã biết rồi. Đó, thường thì cây bầu chung vĩ đều gì nó đều có hết nha. Nhưng mà đây là một bụi rất là to và nó là bụi một gốc nha các bạn. Bụi một gốc như thế này thì mình sẽ ít gặp hơn là những cái bụi mà nó có nhiều gốc nó ghép lại. Nên là cây này là rất là chất lượng luôn đấy. Mặc dù là không phải là giống xịn nhưng mà là bụi một gốc. Và cái Nhật Nguyệt mà cây to như thế này thì cũng ít nữa các bạn. Các bạn thấy đây là một bụi rất đều đầu đầu luôn nha. Có 5 đầu xung quanh, một đầu chính giữa này. Có 5 đầu rất là đều luôn, bụi cũng to nữa. Ở bên này mấy bụi cũng quá trời đầu luôn nè các bạn. Cây thì cũng rất là khỏe rồi, lá nó cứng cáp hết rồi các bạn. Giá của một bụi Nhật Nguyệt này là 200.000 nha các bạn. Cái này là nó chưa lên màu, đây mới màu bình thường thôi đó. Màu bình thường là nó kiểu xám xám, xanh xanh nhẹ nhẹ các bạn. Đó, còn khi lên màu là lên màu nâu đỏ nha. Đó, nhưng màu bình thường bụi như này cũng rất là đẹp rồi, chưa cần thiết phải lên màu quá nhiều đâu. 200.000 một bụi Nhật Nguyệt nha các bạn. Còn bên đây là mình có cái này, mình thấy nhiều bạn gọi là thạch ngọc sữa nha các bạn. Đó, một bụi thạch ngọc sữa, còn mình thì hay gọi là thạch đầu đỏ đột biến. Đó, vì cây này thì vốn dĩ nó thạch đầu đỏ thôi nhưng mà nó sẽ có một chút va nhẹ ở các lá, nó va sọc sọc trắng trắng nên người ta hay gọi là sữa các bạn, va sữa. Đó, nên gọi thạch ngọc sữa cũng được. Bụi rất là to nha các bạn, to lên màu đẹp luôn nha. Đó. Bụi này thì có giá là 250.000 nha các bạn. Màu lên thì xuất sắc rồi.
Gốc thì các bạn thấy là nó cũng già các bạn, nó gốc già rồi, màu cũng chuyển sang màu nâu nâu hết rồi các bạn. Đó, các bạn có thể nhìn đây, loại này thì nó vận chuyển nó có thể rụng lá nhé các bạn. Các bạn thấy là cái phần này là nó đang bị rụng này. Các bạn nhìn là cái ngọn thì nó sẽ màu xanh như thế này, có nghĩa là cái phần lá đỉnh á, thì nó sẽ non hơn cái phần gốc. Nó phần gốc nó già thì nó sẽ màu nâu nâu, đó, màu nâu nâu này. Còn bên trên phần đỉnh thì nó sẽ xanh hơn thì nó non hơn. Đó, cái cây thì cây nào cũng vậy thôi. 250 một bộ nha các bạn, rất là đẹp luôn á. Bạn nào thích những cái màu đỏ mà kiểu chùm chùm y như một bó hoa như thế này là chơi cây này hết sảy luôn nè. Rồi tiếp theo là mình có AL Caret nha các bạn. Cây này thì đợt trước mình có về rồi mà cũng hết rất là nhanh, một số bạn mua sau là mua không kịp á, nên là mình có kêu là nhập thêm một lô mới đó các bạn. Thì hôm nay cũng về được lô mới ở đây rồi. Cây rất là to luôn nha các bạn. Đây là phần gốc caret phía bên dưới này. Một cây này thì có giá là 280.000 nha, cũng bằng đợt trước thôi các bạn. Cây nào gốc cũng chất lượng hết rồi các bạn, gốc già đẹp luôn. Một số cây thì nó sẽ có mặt hoa nha. Đó, có vài cây thì nó có mặt hoa như thế này. Bạn nào mua thì tranh thủ nhé. Qua bên đây là mình có một cây barrier râu gì đấy, cái tên khoa học để bên dưới cho các bạn nha. Mình đọc tiếng Anh thì nó không có chuẩn đâu. Cây này thì nó sẽ lên màu đỏ nha các bạn, lên màu đỏ caret và lên màu đỏ nha. Các bạn thấy gốc là gốc đa số là những cây này sẽ gốc một thân một mảng như thế này. Đó. Và nó sẽ lên màu đỏ rất là đẹp. Và loại này cũng rẻ nữa các bạn. 80.000 một cây thôi. Có một số cây thì nó sẽ có nhiều nhánh nha. Một số cây như cây này thì nó ba nhánh như thế này, nhưng mà cũng là một gốc thôi các bạn, một gốc mà nó chia ra ba nhánh như thế này. Bạn nào thích thì có thể là tách ra trồng cũng được. Bạn nào không thích thì để nguyên một bụi cũng được. Đó, loại này thì dễ trồng thôi các bạn. Một cây cà rét 80.000 một chậu nhé. Bên đây là mình có một cây cũng mới mới đó các bạn. Cái cây này á, thì mình thấy nó giống kiểu như là ngón tay á, nhưng mà cành nó ngắn nha. Loại này thì cành nó ngắn chứ nó không có dài như cái cây ngón tay mà mình hay quay ở cái size chung đâu các bạn. Đây là bụi một gốc nha các bạn, bụi một gốc và nhiều đầu, cây cũng thụ các bạn. Bụi này nó cũng to nữa và lên màu đẹp nha. Cây này lên màu cam cam đỏ đỏ các bạn. Giá một bụi này là 100.000 nha các bạn. Nó cây này quá trời đầu luôn nè, để màu cũng đẹp đó các à, những cái cây mà ví dụ như là mình không biết tên á, như cây này chẳng hạn, thì các bạn có thể ví dụ như là cái cây này nó đang ở cái mình đang quay ở cái phút là 13 phút 40 giây này. Đó, thì các bạn chỉ cần đặt hàng và nói cái cây ở phút 13 40 giây đó mình tua lại là mình biết cây nào nha các bạn. Đối với những cây không biết tên thì mình có thể làm như vậy sẽ ok. Còn tại một số bạn không biết cách để lựa qua hình đó, mà lựa theo tên đó, thì có thể lựa theo cách này nha. Rồi tiếp theo bên đây là mình có một bụi xe dùm kẹo nha các bạn. Cây này thì mình thấy nhiều bạn kêu có mùi thơm nè. Đó. Đang lên màu rất là đẹp luôn. Cây này nó đang lên màu nâu nâu đỏ đỏ các bạn. Giá của một cây này là 80.000 nha. Cái này là bụi nhiều gốc nha các bạn. Các bạn thấy một bụi này nó có khoảng là tầm 90 đầu vậy các bạn. Thì tính ra một cây này nó chỉ có khoảng là chưa tới 10.000 một cây. Đây mình có rất là nhiều luôn, khoảng 20 chậu các bạn. Mình để đây một số ít mình quay thôi.
nó hầu như cây nào cũng lên màu nâu nâu đỏ đỏ cũng rất là đẹp rồi các bạn. Cái này cũng đang rất là khỏe, lá cứng cáp luôn nha các bạn, 80.000 một chậu xây dung kẹo. Cây này là có mùi thơm đó các bạn, nhiều bạn vô vườn kêu cây này sao thơm như vậy, nhưng mà không biết sao đối với mình thì mình chưa thấy nó thơm. Nói chung là có thể là tùy theo cái mũi của mỗi người nữa, nó có người ngửi, có người là ngửi được, có người là không ngửi được. Rồi xây dung kẹo 80.000 một cây nha. Tiếp theo là mình có Akaihoshi nha các bạn. Cây này á thì bữa nay nó rẻ nhiều rồi các bạn. Đợt đầu á, nó ra là tới như mình nhớ không nhầm là 350 một cây đó các bạn. Xong rồi đợt trước đây nữa là 250. Xong gần gần đây á, là 220 nha các bạn. Và đợt này thì nó rẻ hơn một xíu nữa, nó còn 180.000 một cây nha. Đó, cây này là một trong những loại mà sen đá đục biển. Dễ trồng rồi các bạn, loại này dễ trồng nhưng không khó trồng đâu, và nó cũng dễ lên màu nữa. Cây này nó lên màu là màu cam cam đó các bạn. Đó, các bạn thấy một số lá là ở dưới đây là nó lên lên hơi cam cam này nè. Một số lá chưa lên màu thì nó sẽ kiểu vàng vàng, nó lên màu thì nó sẽ màu cam càng nhiều, càng lên màu là cam càng nhiều các bạn. Đó, đợt này thì nó cũng rẻ rồi đó. Bạn nào thích chơi sen đục biển thì có thể chơi cây, bắt đầu với cây này cũng được vì nó cũng dễ trồng nữa, không khó như những dòng đục biển khác. Giá một cây này là 180.000 thôi nha các bạn. Ở đây mình còn cũng tầm 18 cây ở đây thôi. Cây này là mình đã dưỡng lại cũng lâu rồi các bạn, khỏe rồi đấy. Rồi bên đây là mình có thêm một loại cress nữa nha các bạn. Loại này thì mình cũng chưa tìm được tên của nó nữa. Mặc dù cái cây cress nó có cái mặt hoa như thế này nhưng mà không biết là nó là loại loại gì luôn đấy. Cây này thì lên màu cũng đẹp đó các bạn, màu thì đỏ nha, lên màu đỏ đỏ như thế này, cam cam đỏ đỏ đấy, và nó cũng rẻ các bạn, 40.000 một cây thôi. Nên đây là góc phía dưới nha. Mình thấy loại này là bữa nay không biết sao nó rẻ vậy các bạn. Một cây như thế này thì nó tầm khoảng size chung á, sen đá size chung á các bạn. Mà sen đá size chung thì hiện tại là cũng 3-40 rồi, thường mình bán đồng giá 30, nhưng mà những cái loại xịn xịn của size chung nó cũng 50-60 rồi các bạn. Chẳng qua là trong mấy video mình quay size chung thì mình bán nó đồng giá vì nó về cùng nhau nên bán đồng giá, chứ mà tách riêng ra từng loại thì có những loại xịn nó tới 50-60 lận. Mà trong khi đây là một cây sen đá cà rét này các bạn. Đó, một cây cà rét mà lên màu đẹp luôn á, sen đá cà rét đục biển đấy, mà có 40.000 thôi, là mình thấy loại này nó rẻ nè. Tiếp theo bên đây là mình có một số mẫu xương rồng trụ nha. Đợt trước cũng có nhiều bạn hỏi cái xương rồng kiểu dạng trụ như thế này, giai đợt này mình có về một lô nha các bạn. Trong cái khay này thì có khoảng là 5-6 loại khác nhau các bạn. Này thì mình không cầm lên đâu, nhiều gai lắm. Nếu bạn nào thích những cái cây mà dạng xương rồng trụ này thì có thể mua trong video này. Cây này thì nó cũng cao to to các bạn, tầm 17 tới 20 cm một cây nha. Nó chiều dài, chiều cao của nó thì tầm 17 tới 20 cm, có cây cũng hơn nữa các bạn. Nhiều loại khác nhau nha, các bạn thích thì cứ inbox cho mình rồi mình chụp cho các bạn lựa, chứ xương rồng thì mình cũng không có rành tên là không thể nói tên cho các bạn hết cái đám này được. Cây thì ngon rồi, tỉ rẻ sẵn rồi các bạn, gửi gửi thì gửi về chỉ việc trồng thôi. Rồi, giá của một cây này là 60.000 nha các bạn, đồng giá 60.000 á, cây nào cũng như nhau nha. Rồi cuối cùng là mình có một cây sen đá bò đỏ nha các bạn. Cây này thì tên khoa học là Rhenerop, thì mình sẽ để phía bên dưới cho mọi người xem. Bữa trước mình về cái cây loại to các bạn, loại bụi to là 250. Lần này mình về cây nhỏ hơn cho mọi người chơi cho nó dễ nè. Cây này thì cũng là gốc già thụ rồi các bạn, và giá của một cây này là 90.000 nha. Đó. Hầu như những cái u trên lá này đều đã to và lên màu, bắt đầu lên màu rồi các bạn. Đó, các bạn thấy nó lên màu, bắt đầu lên màu đỏ đỏ rồi đấy. Nó một cây 90.000 thôi.
Rồi, ở video này thì mình giới thiệu một số loại như vậy cho các bạn nha. Chắc video sau cũng vẫn là sen xịn thôi. Các bạn có thể theo dõi, đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những cây mới nhất nhé. Rồi, các bạn đặt hàng thì cứ liên hệ vào số điện thoại Zalo hoặc là Facebook gì cũng được nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại tất cả các bạn những video lần sau nhé. Xin chào.